Thưa quý vị, sáng sớm nay sau khi bão số 4 tan thì tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhiều biển hiệu cũng bị bão thổi bay, ngập cục bộ trên nhiều tuyến phố. Hàng loạt nhà ven biển, nhất là nhà hàng đã bị tốc mái, thậm chí đổ sập. Một tàu cá của ngư dân ở xã Tam Quang bị chìm. Có 4 tàu vận tải và một tàu công mực neo đậu tại cảng Kỳ Hà bị tuột neo và mắc cạn ở xã đảo Tam Hải. Ngay sau khi bão tan thì tỉnh Quảng Nam đã cho phép người dân và các phương tiện được lưu thông bình thường từ 6 giờ sáng nay. Các đơn vị của công an tỉnh đã ra quân để dọn dẹp môi trường. Riêng tuyến quốc lộ 14B qua tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện một số điểm ngập nước. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức canh trực, nghiêm cấm người và xe cộ qua lại. Còn tại Quảng Ngãi, bão số 4 đi qua đã gây thiệt hại về nhà cửa, may mắn là không có thiệt hại về người. Tính đến 8 giờ sáng nay có gần 189.000 khách hàng bị mất điện. Các khu vực mất điện nhiều nhất là Trà Bồng, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Bình Sơn. Hiện nay tại Quảng Ngãi không có gió mạnh, lượng mưa cũng đã ngớt đi rất nhiều. Cùng với khôi phục lưới điện thì lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa sau bão, thu dọn cây xanh bị ngã đổ để tạo điều kiện cho giao thông đi lại. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm trở lại bình thường, muộn nhất là 13 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay. Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương thì học sinh, sinh viên có thể đi học trở lại. Tỉnh Quảng Trị dù không nằm trong tâm bão nhưng ở vùng núi cũng bị ảnh hưởng. Mưa từ phía Tây Thừa Thiên Huế, nước đổ về gây ngập và chia cắt nhiều nơi. Các vùng đang bị cô lập do các hệ thống tràn qua suối bị ngập nước nhiều nhất ở huyện Đắk Rông. Nước dâng lên từ 0,5 đến 1 mét. Tại đường 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lây bị chia cắt do nước dâng cao tại cầu tràn Đắk Rông và La Hót. Một số khu vực ở huyện Hướng Hóa cũng bị chia cắt nhiều xã. Tuyến tỉnh lộ 586 đi các xã vùng lìa và khu vực xã Hướng Hiệp, Hướng Việt, Hướng Lập cũng bị chia cắt nhiều khu dân cư. Bão số 4 suy yếu nhanh khi đi sâu vào đất liền, nhưng mưa lũ vẫn tiếp diễn cùng với cảnh báo về lũ quét và sạt lở đất. Ngoài khu vực Quảng Trị đến Bình Định thì vùng mưa lớn ở Trung Bộ đang dịch ra phía Bắc. Khu vực Hà Tĩnh trở ra Thanh Hóa sẽ có mưa to đến rất to trong ngày hôm nay và ngày mai. Lượng mưa từ 100 đến 250mm, có nơi trên 300mm. Khu vực Hòa Bình, ven biển, đồng bằng Bắc Bộ gồm cả Hà Nội cũng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 70 đến 150mm, có nơi hơn 180mm. Hiện một số sông ở Quảng Nam và Kon Tum, lũ cũng đang lên nhanh. Dự kiến đỉnh lũ trưa, chiều nay trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa sẽ trên báo động 2, 0,5 mét. Hạ lưu sông Đắk La tại Kon Tum ở mức báo động 1, báo động 2. Cảnh báo từ ngày hôm nay các sông ở Thanh Hóa đến Quảng Trị cũng có khả năng xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Phố ở Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 1, báo động 2. Đề phòng ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, các khu vực đô thị cùng nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Tại Lào, thì Cục Khí tượng và Thủy văn của nước này yêu cầu người dân tăng cường cảnh giác trước ảnh hưởng của bão Noru. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn Lào, thì sau khi đổ bộ vào Việt Nam, bão Noru có ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc và Trung Lào. Dự báo các tỉnh Bắc Lào và Trung Lào có thể có mưa to và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ lụt, lở đất. Cuối tháng 8 vừa qua, thì các tỉnh Bắc Lào đã phải hứng chịu hậu quả rất nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão Ma On. Đến nay, thì nhiều khu vực vẫn chưa thể khắc phục xong.